Em xin chào tất cả các bác, em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một đôi đầu nắp ngoài của Tota Vios 2005, không bánh răng ABS. Của nó là 23 và 24 răng, hàng của hãng TOK, dùng cho dòng xe Tota. Đây là mã sản phẩm của nó. Đấy là cái ngày của lô nhập. Bây giờ em ở phía bên ngoài đây, em quay cho anh em xem này. Bên ngoài của vỏ hộp đây, cái nhãn hiệu này, cùng với cả các cái, người ta có hướng dẫn chi tiết rất là cụ thể bằng cái hình ảnh hướng dẫn lắp đặt, tháo lắp đặt, bắt đầu nắp luôn ạ. Giờ em sẽ mở ra cùng các bác để xem bên trong. Bên trong bộ sản phẩm nó sẽ bao gồm là một gói mỡ cao su chụp lắp này, đai thắt này và đầu lắp. Đầu lắp của nó thì cũng được đóng gói cũng khá đơn giản thôi, trong một cái túi ni lông và xếp một dây điện. Đây, các bác nhìn chi tiết sản phẩm của nó. Đây là cái đầu lắp em đang cầm đến. Đấy, phía bên ngoài của nó này, đây là dập hãng tiêu cả. Nói chung trừ những cái hàng theo xe ra thì theo em cảm nhận là, và xưởng em cũng đã lắp rồi, cái hàng TOK này của nó chất lượng cũng được. Đây là phía trong của bánh răng của nó. Đấy, 24, 23 răng. Đấy, cái hàng này của nó chất lượng sử dụng đảm bảo ok, là anh em thợ hoặc là các bác tài xế có thể lưu tâm đến những dòng sản phẩm của hãng này. Anh em có nhu cầu cần hỗ trợ tư vấn, thắc mắc về sản phẩm thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0769086333, hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế sửa chữa tại số 1 ngõ 319 Tân Trinh. Em xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào ạ.